tên quyết tử được thành lập với nhiệm vụ bí mật. Tôi và Kháng làm đơn tình nguyện, nhưng danh sách tiểu đoàn không có chúng tôi. Chúng tôi được điều sang một đại đội công binh đặc nhiệm. Tôi biết rõ, dù đặc nhiệm thì công binh vẫn ở trung tuyến mà thôi. Quyết tâm hoàn thành trách nhiệm. Quyết tâm. Quyết tâm. Quyết tâm. Chúng ba có mặt. Các đồng chí đi sau 50 mét. Nếu đụng địch, đánh vu hồi bên sườn phải. Rõ. Không kịp suy nghĩ, tính toán một điều gì. Tất cả là phản xạ chiến đấu. Tôi bắn lập tức vào một mục tiêu mà tôi cho là đằng sau đó có họng súng chỉ về mình và sắp nổ. Quả thật là tôi không kịp nhìn kỹ để thấy rõ một tên địch nào. Bắn thật nhanh trước khi bị bắn. Cho tới khi tôi thực sự thấy một tên biệt kích, thì đó là lúc tôi hết đạn. Và luôn xuất hiện đúng lúc. Tôi không dám chắc chính mình có bắn ngã một tên biệt kích nào không. Chỉ dám nghĩ mình đã cùng đồng đội thắng một trận. Đưa tao cái xe, để cho tụi nó. Tổ đồng chí, cho hai người phụ khiêng thương binh. Đồng chí đi, đồng chí Khải, đi khiêng thương binh. Mình hy sinh tới 5. 8 đổi 5, một chiến thắng trả giá cao quá. Lính gì vậy? Biệt kích Mỹ. Dưới đồng bằng vẽ mặt vằn vện như thế này, dân người ta kêu là Mỹ Hề. Đi lẻ tẻ trong rừng một mình, chạm mặt tụi này chắc lại té đái chứ không hề chút nào. Thường tụi nó chỉ nằm im nếu không bị ta phát hiện. Bọn nó chuyên thọc sâu trinh sát căn cứ hay lực lượng ta rồi rút êm. Không, rõ ràng tụi nó nổ súng vào tôi trước khi bị phát hiện. Ừ.
Một sai lầm chết người của tao. Ta đã nổ súng định bắt sống một thằng gì cộng cấp tá để lãnh thưởng. Ai dè là mày. Mày nổ lọt súng đầu tiên vào tao phải không? Mai cho mày, tao nhắm vào chân. Đồ khốn, tao giết mày. Tụi tao đã lãnh tiền tử trước rồi. Bắn đi. Một phát ân huệ hay là một hớp nước. Mày, nó bị vỡ toan một đại thế kia thì sống thế nào được. Thôi, để tao cho nó ngụm nước cuối cùng. Nó chết rồi. Sao nó vừa nói chuyện kia mà? Có gì lạ? Mày chưa nghe nói về cái phút hồi sinh trước khi chết à? Thôi, đi đào cho tụi nó cái hố. Đi. Đó là một cái hầm ngoài kế hoạch. Cũng là cái hầm cuối cùng tôi đào ở đại đội công binh. Vì sau đó 4 ngày, đơn vị tôi được rút về để thành lập đơn vị mới. Nơi đây, Luân săn nắm một tiểu đội khác. Tiểu đội tôi kháng lên làm tiểu đội trưởng. Bất ngờ hơn là tiểu đội tôi có 2 người mới bổ sung. Lại là Độ và Tiếp Phẩm Kha ở S-31 cũ. Sau nhiều ngày hành quân, chúng tôi mới định hướng được là đã đi ngược lên càng lúc càng xa tiền tuyến. Theo tôi nghĩ, tiền tuyến phải ở đồng bằng, phải hướng về Sài Gòn, chứ không thể là những nơi hoang dã, thâm sơn cùng cốc, khỉ ho cò gái mà chúng tôi đang đi. Liệu nổi không? Dạ. Có thể cắt cơn, em đã cho uống một liều Maluxit để chặn cử rồi. Đi kịch lực thế này cũng là một biện pháp tạm thời chống sốt đấy. Cố lên, trạm tới sẽ gửi tạm cậu ở nhà đồng bào dân tộc. Em đi được, không cần đâu thủ trưởng. Tôi tỉnh lại thì thấy Độ đang được cứu chữa.
Nghe thì đã lâu rồi, nhưng bây giờ tao mới tin. Thứ da con tây này thuốc trị rắn hạng nhất đấy. Dạ, một này, bạn đếm, anh rốt này, anh lưu rốt này, anh nghe một cái, thấy, ông lốt. Ông nói là khi mình giáp tay rớt ra là nó có thể đi được rồi. Đúng là thuốc thánh, nó tỉnh rồi, lạ thật. Thưa bên nói là biết nơi trạm giao liên đóng, tao đi tìm bây giờ, sợ ngày mai đơn vị hành quân tiếp, biết đâu mò theo. Thôi ngủ đi. Ừ. Còn mày thế nào? Mai đi được, tao bị sốt kích nhật mà. Bây giờ mà nằm xuống là tao có thể ngủ một giấc đến 2 ngày. Mà không được, phải nhờ cô ta rạng sáng gọi tao dậy. Này Mai gà gáy. Cô ta không biết tiếng Kinh đâu, ra giấu thử coi. Kha. Ơ Khải, đơn vị cử tao quay lại tìm tụi mày. May quá, tao với cô ta đi tìm đơn vị suốt đêm qua, lạc lung tung. Còn sống cả, khỏi lo. Ho ho bèn dạ. Nì cùng bọc lông chàng chàng. Ô, châu bọc nì hào lông. Nì hơ giống lông bèn. Chà, có vụ này có bộ đã nha. Mày có hiểu cô ấy nói gì không? Sáng ra đã thấy cô ấy dọn ra mời, tụi tao đã dám ăn, vì ngại quá. Thấy tụi tao không ăn, cô ấy nói cái gì đó có vẻ lúng túng lắm. Nó nói là bộ đồ đã ăn cả trống, mà nhà chỉ có gà mái, nên chúng mày không ăn phải không? Vậy là sao? Mày tưởng là tụi tao dám mở miệng đòi hỏi cái gì à? Thôi tôi hiểu rồi. Anh Kháng đêm qua đã ra dấu để nhờ cô ấy sáng gà gáy gọi tụi tôi dậy. Anh ra dấu vậy nè. Nên cô ấy tưởng tụi tôi muốn ăn thịt gà trống. Hiểu rồi. Thôi chúng mày ăn đi. Đã, ăn đi. Nếu ở trường của chúng ta thay vì ra dấu sáng gà gáy mà bảo là sáng trâu ra ngoài đồng, thì có lẽ chúng ta được chấn một con trâu. Ngon. Tôi nghĩ ta phải tìm cách gì đền bù thiệt hại cho chị em họ. Có cách rồi, cứ yên tâm mà dán cho tình đi. Còn hơi thòm thèm như thế này mới là ngon. Kha ra nhờ mua một con gà, nói là làm lương khô đi đường. Nói vậy thôi, trước khi con gà chưa mang về thì chúng ta đi rồi. Thế còn chậm, phí cả một đêm đi lại bên nhau. Người chứ mày gà đâu, chúng mày trần tục quá. Phải coi như âm ỉ được trong trường kiếp rồi, giờ đụng thì phải nổ ngay. Ai bảo đảm sẽ không nổ trong một vài giây sắp tới. Đúng không? Đúng rồi. Thôi đi mấy bố, xin đừng có quên điều lệnh.
không được lén phén với các cô gái người dân tộc. Vi phạm nhẹ cũng tiêu tùng cả sự nghiệp, còn nặng có khi bị tử hình đấy. Thường thì chẳng có chuyện gì xảy ra, vì mấy khi ở nơi nào đủ lâu hoặc có dịp trở lại chân cũ một lần nữa. Đi, sắp có chuyện rồi đấy. Mong có gì mới hơn cho 95% ngày tháng của bọn mình toàn hành quân và hành quân. Có tin vui, tin vui đây. Sáng nay nếu không hành quân, thằng Long phải khao mới được. Quyết định nhận quân hàm cấp ba phó. Có chuyện đó nữa sao? Vậy là tiểu đội ta 7 đứa, không ai là lính trơn nữa nghe. Đúng đấy, ở nơi có tân binh bổ sung thường xuyên thì làm gì có hạ sĩ quan làm lính trơn như bọn mình. Đạn đây, đạn đây, đạn bổ sung đây. Cả một thùng, có cả áo mưa, sàng Mỹ, hàng kho chưa bóc tem. Mấy chả đào ở đâu ra nhiều chiến lợi phẩm vậy ta? Sắp đánh nhau hay sao mà phát nhiều đạn quá vậy? Tiểu đoàn của ta kỳ này nhận nhiệm vụ bảo vệ một cung đường dài 150 cây số. Tiểu đội ta phụ trách 15 cây số. Xe vào đây thật à? Trên phổ biến, chậm lắm là đêm mai chúng ta thấy xe tải rồi. Chuẩn bị 30 phút nữa lên đường. Suốt một thời gian dài, chúng tôi ngày ngày tuần tra bám đường, gác máy bay. Lâu lâu cũng lại tới phiên dẫn xe qua hết đoạn đường phụ trách. Nhiều lúc tôi nghĩ, nếu được đi theo luôn một xe nào đó cho tới cuối tuyến đường thì sẽ ra tới tiền phương.